Xin kính chào tất cả các bác. Em lại tiếp tục lên sóng máy rửa bát phục vụ các bác đấy ạ. Đợt này bắt đầu cũng vào mùa rồi, số lượng các bác mua máy rửa bát cũng đã tăng hơn đợt trước. Đấy, để phục vụ các bác máy rửa bát trong cái mùa đông này thì em về cũng rất là nhiều hàng đẹp. Đấy, đợt này hàng đã được spa làm đẹp đẽ cho các bác rồi, để tăng thêm tính thẩm mỹ. Ngoài cái chất lượng của máy nguyên zin 100% ra thì cũng làm thêm phần hình thức cho các bác để một cái máy mình trưng bày cho nó đẹp thêm. Cái địa chỉ của em ở huyện Đông Anh, Hà Nội các bác nhé. Kênh YouTube là Giang Phụ Hòa. Các bác nào mà chưa đăng ký kênh thì các bác có thể ấn đăng ký kênh cho em xin thêm một like. Khi các bác ấn đăng ký kênh thì các bác có thể tích vào cái chữ Giang Vũ Hoàng trên kênh này thì các bác sẽ vào được phần kênh của em. Sau đó các bác ấn vào mục video thì các bác sẽ xem được tất cả các cái clip mới nhất nhé. Các bác nào có nhu cầu mua thì các bác alo thẳng số điện thoại trực tiếp cho em, cho nó giao dịch cho nó nhanh chóng. Ở đây là một con TR3. Con TR3 này sở dĩ sao là bán chạy các bạn, vì nó thiết kế không khác gì TR5, TR6, TR7. Thậm chí bên trong nó cũng giống như TR8 và TR9. Đấy. Nhưng mà được cái là giá cả của nó rất là hợp lý. Chất lượng thì đảm bảo với các bác là không thua kém gì TR5 hay TR6, TR7 nhé. Nhiều bác nghĩ là nó đời thấp hơn thì chất lượng nó kém hơn, nhưng mà không hẳn là như vậy đâu ạ. Đối với bên Nhật thì nhiều khi con TR3 này sản xuất năm 2011 thì họ đã bỏ, ví dụ họ dùng khoảng 3 năm thì họ bỏ, khoảng đến 2014 họ bỏ rồi. Nhưng còn con TR7 đời 2014 có khi đến 2018-19 họ bỏ thì mới mang về Việt Nam. Và TR3 này thì cũng vứt lưu kho ở đấy đến bây giờ mang về Việt Nam mình. Cho nên là cái tuổi thọ hay cái thời gian dùng không nhiều, thời gian dùng thì nó cũng như nhau thôi ạ. Đây, đây con TR3 này sản xuất 2011 các bác nhé. Đây, hình thức thì em đã spa cho nó đẹp hết rồi. Đây, làm sao để trông cho nó long lanh bắt mắt, nhìn trông cho nó sáng sủa. Đấy, còn tất cả các hàng bãi khi về các bác nhé thì nó cũng không thể nào mà long lanh như thế này được. Về thì anh em thợ là phải bỏ công ra để tút tát làm đẹp cho nó. Đấy. Cho nên là đây, con này 2011 các bạn này. Máy về bên em cũng đã tân trang cho nó đẹp đẽ, long lanh. Một con máy đã làm rất là đẹp rồi. Công nghệ Econavi, hẹn giờ các bạn này. Thời gian sấy, các chế độ rửa. Hiện tại em đang để chế độ rửa tiêu chuẩn với nước nóng 80 độ C. Các đèn báo chu trình rửa, cấp nước này, đun nước. Chu trình rửa, tráng, sấy, nút bật nguồn, tắt nguồn, bắt đầu rửa. Rất đơn giản thôi, mà con TR3 đẹp xuất sắc này. Con này em để số 3 nhé. Đây. Bên trong ruột thì cũng đã vệ sinh rất là sạch sẽ rồi các bác ạ. Nước nóng bỏng luôn, không phải sai, các bác nhìn thấy hơi nước bay ra. Khi ở chu trình nước cuối em đã từng đo rồi, xấp xỉ 80 độ C. Rửa hoàn toàn bằng nước nóng luôn. Rửa xong sấy khô diệt khuẩn. Mỗi lần rửa hết 11 lít nước, cũng đã đo cho các bác xem ở các clip trước rồi. Đây. Máy đẹp long lanh các bác nhé, vệ sinh rất là sạch đẹp rồi này, trắng sáng, không có gì để chê cả. Đấy. Cái rác này máy so, tuổi thọ của máy Nhật thì em dám khẳng định với các bác nó có thể lên đến vài chục năm luôn. Rất là bền, linh kiện thì rất là sẵn sàng thay thế. Đấy, rửa tiết kiệm, nửa số điện một lần rửa và 11 lít nước thôi, không đáng bao nhiêu cả. Đấy. Rửa xong thì sấy khô, diệt khuẩn. Máy rửa hoàn toàn bằng nước nóng thôi, các bác đỡ phải tốn tiền mua các cái viên rửa làm gì. Đấy, rất là sạch. Đấy, không sạch thì không bao giờ dám quảng cáo để bán các bác nhé. Chứ là các bác nào chưa dùng, chưa trải nghiệm thì mình chưa thể hiểu được với máy rửa bát nó Nhật. Rửa rất là sạch mà tiết kiệm, bền. Đấy. Nhưng cái con này sản xuất 2011 các bác này. Về nhà Việt Nam mình thì chỉ vệ sinh cắm điện là chạy rửa mầm thôi. Đấy. Chủ yếu là bọn em về là làm về hình thức thôi, chứ còn về chất lượng máy đảm bảo các bác là nguyên zin 100% nhé. Con này thì vẫn như thường lệ em bán là 5,5 triệu, chưa phí vận chuyển, chưa có đổi nguồn. Các bác nào có nhu cầu lấy thì các bác liên hệ nhé. Các bác ở xa mua thì đặt cọc trước em 500, nhận hàng thanh toán nốt. Chào các bác.